Được đánh giá là nhà hàng không chỉ đẹp về nội thất mà còn đạt về số lượng và chất lượng các món ăn Âu Á phong phú. Với thực đơn hàng trăm các món ăn mỗi ngày, nhà hàng Rong Biển quy tụ những món ăn rất đổi gần gũi như súp măng cua, hủ tiếu mì rong biển, bánh canh cua lột, cơm gia đình, cơm gà xói mỡ, cho tới những món ăn đặc sản như tôm hầm, lẩu tôm hầm, bò mông cổ, tôm rang me. Với không gian sang trở thành điểm gặp lý tưởng của những bữa tiệc gia đình, bạn bè, đối tác. Và lạc tại 1111 Story Road 1080 San Jose, điện thoại 408 283 9231.